Hello, Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Quang Phạm cũng đến nhà chị Bảy ung thư dây dầm họng giai đoạn cuối đó mọi người. Thì Quang Phạm sẽ đến để trao cái số tiền của chị Thúy Hằng ở bên Hàn Quốc đã ung hộ cho gia đình chị Bảy ung thư 1 triệu và chị Ngải Trần ở thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người, là cũng ủng hộ cho gia đình chị Bảy 1 triệu. Thì gia đình chị Bảy này thì hiện cư ngụ ở ở Phong Điền của thành phố Cần Thơ nha mọi người. Thì gia đình thì rất là nghèo, chị Bảy thì ung thư vòm họng giai đoạn cuối, thì cũng gia đình thì cũng không còn khả năng để chạy chữa, thì cũng gia đình rất là kiệt quệ, thì ngôi nhà thì thực sự là rất là mục nát, không có thể nào mà có thể trụ vững qua cái mùa mưa này đó mọi người. Nếu quý cô chú anh chị có xem được cái video thì có thể hỗ trợ cho gia đình chị Bảy, thì để chị Bảy có cái số tiền để chị Bảy lo cho cái căn bệnh và chữa trị căn bệnh, với có thể là sửa lại ngôi nhà để chị Bảy có qua được cái mùa mưa nha mọi người. Em chào chị nha. Thì hôm nay em đến thăm chị á, thì em trao cái số tiền của chị Ngải Trần ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng cho chị 1 triệu, chứ mà chị Thúy Hằng ở Hàn Quốc đó cũng gửi tặng cho chị 1 triệu nha, để cho chị có thể mà trang trải cuộc sống, chứ chị dùng số tiền này chị để chị chữa căn bệnh đó nha. Đây là 1 triệu này của chị Ngải Trần. Em cảm ơn. Chị cảm ơn chị Ngải Trần. Cảm ơn chị Hải Trần giúp đỡ cho em số tiền này cho em chị bệnh căn bệnh của em. Em cũng cảm ơn chị. Quang Phạm cũng xin mà Quang Phạm cũng xin thay mặt cho chị Bảy cảm ơn chị Ngải Trần rất là nhiều, chúc chị có nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Còn 1 triệu này là của chị Thúy Hằng ở Hàn Quốc. Em cảm ơn chị Thúy Hằng ở Hàn Quốc giúp em số tiền này cho em chị bệnh, em cũng rất cảm ơn chị. Rồi Quang Phạm cũng xin thay mặt chị Thúy Hằng, thay mặt chị Bảy thì gửi lời chúc đến chị Thúy Hằng có nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Thì mọi người hãy đi theo Quang Phạm này quay một vòng cái căn nhà để cho mọi người cùng xem nha. Đây là mọi người, đây là mình sẽ quay toàn cảnh cái căn nhà của chị Bảy để cho quý cô chú và anh chị cùng xem nha. Đây là thấy không mọi người, cái căn nhà từ ở bên ngoài nhìn vô thì mọi người thấy không, căn nhà lá đơn sơ thôi nhưng mà làm toàn là bằng tre nứa thôi. Thì cái căn nhà này á, cửa thì nó cũng đã mục hết trơn, mọi người thấy không, thấy đằng trước không, nhà thì trụ vững thì nhờ được có bốn cái cọng dây chằng này nè. Đó, không biết đây nè, mình sẽ quay cọng dây chằng này nè, thấy không mọi người, đó, dây chằng chằng vô cái mít nè, đó nha, nhờ được bốn cọng dây chằng này nên là nó mới là được trụ vững đó, còn không thì nó sẽ bị sập ra làm sao, rồi tại vì cột cũng đã nghiêng hết trơn rồi, gãy cột gãy chân hết trơn luôn á. Thì hôm nay mình đến thì có mình chị Bảy ở nhà thôi, thì chồng chị thì bận đi đi làm cho người ta đó mọi người, thì làm cho người ta thì bữa có bữa không, thì bữa nào người ta kêu thì đi làm, còn bữa nào không kêu thì ở nhà để chăm chị, thì rất là tội đó mọi người. Thì chị anh thì đi ở đây thì anh cũng đâu có là việc gì đâu, làm công việc bấp bênh thôi, người ta mướn gì làm đó nên là cũng không có thu nhập được cao lắm nha. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cái ngôi nhà nè ở bên ngoài cho mọi người cùng xem trước nha, thấy chưa, thấy không mọi người, cột thì đã tiêu hết trơn luôn rồi. Cột nó đã bị mục nát hết trơn luôn đó, mà nó bị nghiêng nữa nè, thấy chưa, đã nghiêng hết trơn luôn à, nó nhờ được mấy cọng dây chằng nó chằng vô cái mít đằng trước nè, nó cũng đã nghiêng dữ lắm rồi, nhìn cái cột nè, thấy không mọi người, cái cột bên đây nè đó, thấy không, chắc là nó nghiêng xéo lên trên rồi kìa đó. Nếu mà nó không có nhờ có mấy cọng dây đó thì nó sập từ lâu rồi, thì cũng nhờ được mấy cọng dây đó thôi, chứ không biết là nay mai trời mưa gió lớn đó, thì mưa nhiều thì cái lá này nè nó sẽ bị nặng xuống á, nó chịu không nổi, nó sụm luôn rồi. Mà
Nghe chị nói thì cũng cầu trời cho là sập thì sập ban ngày, đừng có sập ban đêm thì sợ chị chạy cũng không được, ban ngày thì có thể chạy được. Rất là tội đó mọi người. Đó, cái ngôi nhà lá này cũng đã gách hết trơn. Thấy chưa? Quá quá tệ đó mọi người. Thì mong quý cô chú anh chị có thể xem được cái clip này, có thể trợ duyên cho gia đình của chị Bảy ở ung thư vòm họng giai đoạn cuối đó mọi người. Thì một chút ít nào đó cũng cũng được để chị có thể sửa lại cái căn nhà. Thấy không mọi người? Nhìn căn nhà nè. Lá nó đã mục hết trơn luôn. Ở sau này thì nó thấp thấp mị dưới đất luôn nè. Mình đi vô là mình sẽ bị vướng vướng cái đầu đó. Thì mong quý cô chú anh chị có thể trợ duyên được cho chị Bảy một phần nào đó để chị Bảy có thể sửa được căn nhà qua mùa mưa nha mọi người. Đây nè, đây là cái phía bên hông. Cũng rất là tội đó. Nhà này sắp sập tới nơi luôn. Không biết là có thể chịu đựng qua mùa mưa này không nữa đây. Nè, mình ở đây là vô trong căn nhà nè mọi người. Quá tệ luôn. Chị đi sáng chị nói chị ăn thèm bún mà chị ăn cũng không được luôn. Thì tại vì cái cổ họng của chị á bị ung thư mà nó lở trong vòm họng đó. Nên là ăn đâu được đâu. Thì chị chỉ uống nước được thôi. Không biết là chị có thể qua khỏi cái năm nay không nữa. Nhưng mà mình cũng mong là quý cô chú anh chị có thể giúp đỡ để cho gia đình có thể được cái căn nhà để trú mưa trú nắng đó mọi người. Để chị có thể ra đi trong vui vẻ. Đây là quý cô chú anh chị thấy không? Nhà này không có gì là quý giá chứ. Nhà thì nhà đất thôi. Đất mà mưa mà nó mưa nè. Nhìn nó mưa mà nó dột nát hết chứ. Không có gì mà quý hết trơn. Đây là cái tủ nè, tủ buffet nè, mục hết trơn luôn, còn gì đâu. Không gãy hết trơn luôn. Nhà theo mọi người từ vách từ gãy hết luôn, không còn cái gì mà để có thể trụ được hết. Vách thì bên này lá rồi nó rỉu hết trơn. Bên này là cái vách bên này thì không còn cái nào lành hết trơn luôn. Giống như là màn trời chiếu đất mà mọi người. Quá tệ luôn á. Nhà thì cũng không có được cái tủ để đựng quần áo gì hết. Thấy không? Con sao nè. Đồ thì đã cũ nát hết trơn luôn. Cái giường, có cái giường ngủ này cũng đỡ đỡ được chút xíu thôi, không đến nổi. Cũng chưa mục lắm. Thì đây nè, vách nè, bên đây nè. Nhà thì cũng có thể sập trong nay mai đó quý cô chú anh chị. Nếu quý cô chú anh chị có xem được cái video thì có thể trợ duyên cho gia đình của chị Bảy một phần nào đó để chị Bảy có thể chữa căn bệnh ung thư quái ác chứ sửa lại cái ngôi nhà nha mọi người. Có ích lòng nhiều.